Ngày 20 tháng 6, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hoàng Công Trường, 37 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khoảng đầu năm 2021, Trường đăng hình ảnh lên mạng xã hội Facebook về các hoàn cảnh bi thương rồi kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ từ thiện nhằm trục lợi. Trong đó, Trường có hình ảnh bài viết kêu gọi giúp đỡ tiền điều trị cho cháu Quy, 8 tuổi, trú huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông, nhập viện ngày 29 tháng 1, đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, kèm theo một số giấy tờ liên quan. Sau đó đã có nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Trường qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt. Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2021 đến ngày 13 tháng 6 năm 2023, đã có 5.887 người trên cả nước bị lừa và chuyển tiền ủng hộ từ thiện cho Trường hơn 5,6 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Việt Tùng, sinh năm 1984, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án chính là mẹ đẻ bị cáo, bà Đặng Thị Hắc, sinh năm 1960. Theo hồ sơ, Tùng là người có tiền sử nghiện ma túy và sống cùng mẹ đẻ. Quá trình sinh sống, do ảnh hưởng của ma túy nên Tùng có biểu hiện tâm thần, có xu hướng bạo lực và đã nhiều lần đe dọa, hành hung mẹ đẻ. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2022, Tùng tỉnh dậy, thấy nhiều khói nên đi xuống, do trước đó bà Hắc dùng giấy đốt để đuổi chuột. Thế vậy, Tùng rất bực, nhìn thấy chiếc ô nên Tùng lấy đánh vào đầu, người bà Hắc. Mặc dù van xin con trai nhưng Tùng tiếp tục lấy dao chém nhiều nhát vào người bà. Sau khi gây án, Tùng ra ngoài thì bị công an bắt giữ, đưa về trụ sở. Bà Hắc được đưa đi cấp cứu nên thoát chết, tổn hại sức khỏe 27%. Ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án tử hình Lê Văn Ga, 45 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, về tội giết người. Theo cáo trạng, tháng 11 năm 2022, Ga và chị L, 40 tuổi, có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng tại nhà chị L ở xã Tân Quang, huyện Hớn Quản, Bình Phước. Trong thời gian sống chung, do mâu thuẫn tình cảm, Ga thường xuyên uống rượu, đánh đập chị. Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Ga bị chị L đuổi ra khỏi nhà vì không muốn sống chung nữa, nên đã nảy sinh ý định giết chị rồi tự tử. Khoảng 4 giờ ngày 17 tháng 2, Ga mang dao và thuốc trừ cỏ đến nhà chị L và đâm liên tiếp vào người chị. Gây án xong, Ga lấy chai thuốc trừ cỏ uống rồi vào trong nhà tắm chốt cửa lại. Nghe tiếng kêu của chị L, người thân sống ở cạnh đó đã chạy sang. Phát hiện vụ việc nên đã cố gắng phá cửa, thì Ga đã chạy thoát ra ngoài đường. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng chị L đã tử vong, Ga cũng bị bắt giữ sau đó. Trước đó vào năm 2005, Lê Văn Ga đã bị tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 11 năm tù về tội giết người. Nạn nhân cũng là người yêu của đối tượng. Liên quan đến vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Ủy ban Nhân dân xã Y Cà Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, ngày 20 tháng 6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm hiện tại đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí, trong đó có 1.199 viên đạn. Hiện Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra rà soát, truy bắt các đối tượng liên quan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh. Cùng ngày, Thiếu tướng Lê Vinh Quy cũng gửi thư cảm ơn đến toàn thể nhân dân đã hỗ trợ lực lượng công an truy bắt các đối tượng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hành khách tham gia tự nguyện sử dụng tài khoản điện tử mức độ 2 khi làm thủ tục đã phát sinh một số sự cố. Các sự cố này chủ yếu xuất phát lỗi từ tài khoản định danh, lỗi mạng mất kết nối hay một số hành khách chưa quen thao tác trên ứng dụng. Bên cạnh đó, khi triển khai thí điểm xác thực sinh trắc học kết hợp xác thực căn cước công dân gắn chip điện tử, còn gặp vướng mắc liên quan đến tính pháp lý, thiết bị và giải pháp xác thực. Do đó, Cục Hàng không Việt Nam và Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc này. Hiện Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai xác thực sinh trắc học kết hợp xác thực căn cước công dân gắn chip điện tử khi đi máy bay tại tất cả sân bay trong nước.
Trưa ngày 20 tháng 6, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ thi thể nữ giới trong bao nhựa được phát hiện trên địa bàn. Trước đó khoảng 8 giờ cùng ngày, một số người dân ngửi thấy mùi hôi thối ở bãi đất trống trong con hẻm trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, người dân phát hiện có một thi thể người bên trong bao nhựa. Công an có mặt phong tỏa toàn bộ con hẻm này để điều tra, bước đầu nạn nhân được xác định là nữ giới. Ngày 20 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Đình Sơn, giám đốc, và Hoàng Văn Lực, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Trường Đại học Tây Bắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Căn cứ kết quả điều tra xác định, năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó giao Hội Nông dân tỉnh Sơn La triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã lập dự toán kinh phí và thực hiện các bước quy trình mời thầu và tổ chức đấu thầu gói thầu, đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Đơn vị trúng thầu là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Trường Đại học Tây Bắc. Ông Cao Đình Sơn là người trực tiếp ký duyệt hồ sơ dự thầu, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thực hiện gói thầu với Hội Nông dân tỉnh Sơn La. Việc thực hiện các nội dung gói thầu được Sơn chỉ đạo Lực thực hiện, trong đó có việc lập khống hồ sơ thanh quyết toán tiền công giáo viên để tạo khoản chênh lệch tiền công giảng dạy giữa hồ sơ thanh quyết toán với thực tế chi trả. Số tiền chênh lệch là hơn 1,3 tỷ đồng, Sơn và Lực đã sử dụng để chi nhiều khoản ngoài danh mục hợp đồng đào tạo.